Phát xin chào anh chị ạ. Video này chúng ta sẽ đến Phước Long Bình Phước để xem cái cưng heo thực tế, cưng heo hai con cảm biến trên mà kênh Thử Gia Phát đã giao cho trại heo của anh Sang ở đây như thế nào anh chị ha. Trên mà anh chị đang xem đây nè, nó khác biệt hoàn toàn với dạng cưng heo truyền thống hay cưng heo cảm biến dưới anh chị nha. Anh chị phân biệt nè, cưng heo mà cảm biến dưới á, thì tất cả một thiết bị điện tử như là cảm biến hay là hộp nối tín hiệu và nó nằm ở dưới sàn cưng á, cho nên con heo nó bước qua, nó thải ra nước tiểu con heo, rồi sau đó mình xịt rửa, hay là anh chị lắp cái cố định cái cưng này trong cái lối trại á, thì lâu ngày á, cái môi trường ẩm của chuồng trại nó tác động tới cảm biến, hay là chuột nó sẽ chui rút vào bên dưới cân á, nó làm tổ trong đó và nó cắn dây tín hiệu, nó làm cân nó mau hư hỏng và anh chị sẽ tốn nhiều tiền cho việc sửa chữa trong thời gian sử dụng lâu dài. Và anh chị cần một cái cân heo điện tử nó bền hơn và mình không có lo lắng nó chuột hay là không lo lắng ẩm, thì anh chị sẽ mua cái cân heo điện tử cảm biến trên như thế này. Tại vì tất cả thiết bị điện tử nó nằm ở trên lưng của con heo rồi, khi mà chúng ta cân xong thì chúng ta cứ xịt nước thoải mái thôi, không cần phải lo lắng chuyện đó. Thứ hai nữa là tất cả thiết bị điện tử như đầu cân, hộp nối, cân để cho vào tủ điện rồi, nghĩa là nó được bảo vệ lần thứ hai nữa, thì cái cân này nó càng bền hơn nữa. Và cân heo điện tử này nếu anh chị cân một con hai con thì nó có tính năng chốt số nữa, nó hiệu quả lắm luôn. Và anh Sang đã chọn cho mình một dòng cân heo điện tử cảm biến trên hai con heo thịt anh chị ha. Với kích thước này thì không cân được heo nái nhưng mà sẽ cân được hai con heo thịt cùng một lúc anh chị ạ. Kênh Điện Tử Gia Phát cũng cảm ơn anh Sang rất là nhiều đã tin tưởng và chọn mua con heo điện tử cảm biến trên từ kênh Điện Tử Gia Phát. Và anh chị xem xong video này mà cảm thấy video này nó hữu ích, nó mang đến cho anh chị nhiều cái thông điệp về cân heo điện tử cảm biến trên, thì anh chị đừng quên bấm phím like hay là phím subscribe bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video mới nhất từ kênh Điện Tử Gia Phát về hướng dẫn sử dụng hay về sửa kênh điện tử ạ. Một lần nữa kênh Điện Tử Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, chăn nuôi thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.